dĩ nhiên là không biết rồi. Không lẽ hả bạn ở dưới gầm giường nhà tụi tôi hay gì mà bạn biết được là tôi có chăm ba mẹ tôi vậy không? Cũng đâu liên quan gì tới chuyện nhà bạn đâu. Bạn xem gì đấy? Cái gì vậy? Bé này nó bị mèo cào á, mà chắc là mèo dại hay gì đó, bây giờ bé nó bị bệnh luôn nè. Trời ơi trời, vô đọc comment thấy thương quá trời luôn á. Thấy toàn comment nói thương bé, nhưng mà thấy có mấy comment đúng tu xích luôn á. Trời ơi, đúng kiểu xúc phạm mấy người nuôi chó nuôi mèo luôn á. Để tôi show cho mọi người xem nha. Hello mọi người đọc mấy comment đó chưa? Tôi á, là khi mà tôi coi cái video đó là tôi rất là thương cho cái bé đó, với lại là chia buồn với gia đình, chỉ mong là gia đình chữa chạy cho bé nó hết bệnh thôi. Nhưng mà á, mọi người hết đọc comment thôi, mọi người chịu đòi nổi không? Nếu như mà những ai mà coi yêu động vật á, mà yêu chó yêu mèo, mà đang nuôi chó nuôi mèo á, mọi người có cảm thấy mọi người bị xúc phạm hay không? Nghĩ sao mà nó nói là tôi ghét nhất là mèo mà còn nhiều người nuôi cưng nó. Ủa thì bạn ghét thì kệ bạn chứ, còn người ta nuôi thì kệ người ta. Ủa là sao? Có nghĩa là bạn ghét là người ta không được nuôi hay sao? Ok chưa? Rồi. Bà chị tôi bà bức xúc quá, bà nói hết nổi lên, để tôi nói tiếp cho mọi người nghe. Trời ơi, tôi đọc cái comment mà tôi cũng tức theo luôn á. Có đứa nó vô đồng tình vậy nè mọi người, tôi cũng ghét nó. Mọi người nuôi cứ cưng như trứng ngỗng, tắm rửa chải lông, đút đồ ăn tận miệng, hút. Nhiều khi tao tự nghĩ ba mẹ người thân nó bệnh yếu già cả, không biết nó chăm được vậy chưa. Dĩ nhiên là không biết rồi. Không lẽ hả bạn ở dưới gầm giường nhà tụi tôi hay gì mà bạn biết được là tôi có chăm ba mẹ tôi vậy không? Cũng đâu liên quan gì tới chuyện nhà bạn đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tụi khi một khi mà hả đã có cái tình thương đối với động vật như vậy rồi á, là hả đối với con người dĩ nhiên là mình cũng sẽ thương thương hơn như vậy nữa. Tại vì á, không phải ai cũng có cái lòng thương đối với động vật được. Khi mà hả mình dành nhiều tình thương cho động vật như vậy, chứng tỏ mình là một con người á rất là rộng lượng, đầy tình yêu thương. Không phải ai cũng làm được vậy hết á mọi người. Nếu như mà tụi nó tự mà đi hút, tự tắm rửa, tự ăn được á, thì hả đâu cần nuôi nó làm chi, đúng không? Đâu cần phải nuôi nó làm chi, tụi nó tự nuôi rồi, tự làm, tự lo cho bản thân rồi, đâu có cần mình nuôi được đâu. Nếu như mà tụi nó mà hả biết trả lời cái comment đó của bạn á, là hả tụi nó nói hả mày giống tao đi, mày đi ẻ ra nhà đi rồi tao hốt cho, rồi tao mày không ăn tự ăn được đi, rồi tao đi làm tao nuôi mày cho, tao đút cho mày ăn. Thà như á là cái comment của bạn chỉ vừa dừng ở cái việc là ờ tôi ghét nó như cứ hay này kia, hay là không hiểu sao mà phải chăm nó tận râu tận miệng như vậy á. Nhưng mà không, bạn xúc phạm người khác, bạn cho là những cái người mà yêu mèo nuôi mèo á là sẽ không có hiếu với ba mẹ, như vậy là đâu có được đâu, như vậy là không có đúng. Lấy cái bằng chứng đâu mà bạn lại nói như vậy được? Nói như vậy là hả nói cho sướng miệng, nói để hả xúc phạm người khác, nói để hả lăng mạ người khác, như vậy là không có được.